Gì đó. Chắc like hai luồng nó bị quá. Đúng rồi, remark đi cho tôi làm cho tôi setting lại đó. Cái gì đấy? Vô farm hai con lính cái AFK là sao vậy bro? What the fuck? Gì vậy? Ủa đây lâu trá hình nè à. Chạy đâu? Rồi không remark được luôn rồi, cút luôn rồi. Nó AFK không remark được rồi anh em. Nó cho rồi anh em à. Baby đi report nó coi con quỷ. Có chết mẹ mày rồi. Nó bút đè lô. Nó kêu nó lúc đầu vô nó kêu nó buồn quá. Nó kêu nó buồn quá cái này AFK luôn. Không mà AFK thì game này nó easy rồi. Kêu ăn con rep. À, cái game easy vocaler. Cái game easy vocaler luôn. Boost elo là có nghĩa là em lấy hai nick á, cái nick nào mà em muốn boost á thì em tìm game chung với cái nick hai nick tìm game chung. Xong rồi cái nick này em muốn boost thì cái nick kia vô feed hoặc là AFK. Để cho kiểu như team bên này thua á. Nó AFK từ level 1 luôn em ơi, lúc đầu vô nó kêu nó buồn quá cái AFK luôn. Người yêu bỏ hay sao, cái nó chán quá, nó cho anh em tôi kiểu như là muốn chán giống nó đó. Một viên ngọc dinh hả? Ok, ok, một viên ngọc dinh là được rồi. Cái game này mà không AFK thì dễ anh em, mà thằng top anh em thấy không, tôi hành nó không tiếng chó luôn á. 4-5 mà team tôi ăn mẹ ăn hơn mẹ team nó luôn rồi anh em hiểu rồi. Nhưng mà về lay thằng Cassidine khó chơi lắm, nó thả sức giả luôn rồi. Giải cứu mà ngọc mà chinh. Hãy cứu Ngọc Trinh với. Ừ, nice. Này, nó buồn quá, nó áp cao luôn, nó muốn cho tôi buồn theo nó luôn. 3 tỷ thằng Cassidy nó xanh rồi, đâu có làm gì được. 4-5 khó lắm. Mình đi chung. Ây da, trời ơi trời. Nó đánh 4-1 khó đó anh em ơi. Giờ mình đi chung nó đánh 4-1 khó đó. Anh em thấy nó chia ra không? Đói Cassadin giờ nó đâu có cần đánh đâu, nó chỉ cần đi farm thôi. Nó chỉ cần đi farm thôi. Có mắt này không?
Ờ da con xe. Xe của tôi. Ôi trời. Con vợ gì hên bắn vô con lừa thằng Lucy. Vô cơ lơ. Đó. Xì ba rồng ra. Ơ đồng đồng đồng. Chết mình là team mình không đánh được. 4 đánh 3 nhưng mà cũng hơi khó. Ôi, một lúc. Rồi không? Rồi không? Rồi cứu, cứu đồng đội. Ê, vô nè, vô nè. Đừng, đừng. Nó rờ đi hết đấy, nó rờ là đi hết đấy. Hay. Hay quá Lucy ơi. Trời ơi là trời. Baby. Ôi, ôi. Tôi hay quá vậy. Lucy Win cũng hay nữa nhưng mà khó quá. Ăn còn rong đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi là trời, sao lại bị kéo lên nói vậy. Kéo lên đó vậy baby. Chết. Ừ. Lá rồi. Trời ơi, nó trong kìa. Báo mà đời mà báo mà đớp. Đừng có cho ông Baker nó bắt tôi nha. Ôi. Báo mà đời mà báo mà đớp. Baron không? Baron không? Không Baron luôn, 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 không Baron luôn. Ăn luôn. Còn gì đâu mà mất. Còn gì đâu mà mất. Còn gì đâu mà khóc mới sầu. Không tự, mình đâu còn gì nữa đâu mà mất ông ơi, mình chơi khô máu đi. Mình đâu còn gì nữa đâu, mình là con số 0 rồi. Quá rồi đó. Hay. Baby. Game này mà thắng là lên Gnip. Lên Gnip.
thắng thì đến cờ tiếp. Ê đợi tôi, bỏ về hết vậy. Về đi, về đi, về đi, về đi, về đi, về đi, về đi. Ê ê ê ê ê ê ê, ổng là bà già ơi, ổng là bà già ơi. Ôi ơi, nó shoot tôi về là cút. Chạy ngồi kia đây, chạy ngồi kia đây, chạy ngồi kia đây, chạy ngồi kia đây. Chết tôi là bà xã ơi. Ủi nó, heo ủi gốc trời. Ăn 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 rồi rồi, ăn rồi rồi. Sao sao cởi đi. Cho lép đi ra đi. Rồi 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 rồi. Rồi nắp rồi nắp rồi nắp. Mà heo mà ủi mà gốc mà khí. Nó cậu ơi. Hay. Hay. Ủa nó về. Trời ơi nó lì nó lợp quá. Đi đét vô đi mày ơi. Diễn vậy là đủ rồi. Diễn nhưng mà diễn sao dữ vậy. Sao mà có thể tạo độ khó cho tụi tôi quá vậy mấy ông thầy. Má tôi ao, top nó 4 level. Hey. Về 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 về. Má tèm nó hai cái TP luôn anh em ơi, khó vậy. Về đi. Đánh combat nè. Trời ơi là trời, cái game kìa. Cái con chó gì nít quá vậy. Xin chào tất cả mọi người, mình là Uncastrobia. Hiện tại mình đang livestream ở trên ứng dụng GG Live vào lúc 16 giờ hàng ngày từ thứ hai cho đến chủ nhật. Anh em tải ngay app GG Live và ấn follow mình để có thể thưởng thức những buổi livestream thú vị của mình nhé.